Kính chào quý vị khán giả đang đến cùng với chúng tôi thì chương trình Tin Việt. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe để đón xem những thông tin mới nhất, nóng nhất và chính xác nhất mà Tin Việt sẽ mang đến cho quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Có một thông tin được cho là rất xấu đối với cả Trung Quốc khi vào hôm qua, vào lúc 10h38 theo giờ địa phương, Trung tâm Địa chất của Trung Quốc cho biết thành phố Hòa Bắc của Trung Quốc đã xảy ra trận động đất mạnh với cường độ lên tới 5,6 độ Richter. Tâm chấn nằm ở độ sâu 7 km và hiện tại vẫn chưa có thông tin chính xác về thiệt hại do trận động đất trên gây ra. Tuy nhiên, người dân ở các khu vực xung quanh như Thượng Hải, Bắc Kinh, Thiên Tân đều cảm nhận rất rõ dư chấn của trận động đất này. Theo người dân nơi này cho biết, nơi đây trong lịch sử đã từng xảy ra 5 trận động đất lớn với cường độ từ 3,3 đến 6,9 độ Richter và một trận động đất được cho là kinh hoàng nhất vào năm 1995. Khi đó, trận động đất đã có cường độ lên đến 7,9 độ Richter, khiến cho gần 178 người dân của Trung Quốc bị mất tích. Và đó được cho là một điều cực kỳ kinh khủng, cũng như là tồi tệ. Hiện nó vẫn ám ảnh người dân ở nơi đây. Nhiều người đã tiếc thương cũng như là thông cảm cho sự không may mắn của những người dân xấu số Trung Quốc. Theo trung tâm trên, nghiên cứu về động đất sóng thần Trung ương Trung Quốc cho biết, trong một vài ngày tới, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ còn xuất hiện thêm từ 1 đến 3 trận động đất nữa. Và nếu như thời tiết cực đoan không chấm dứt thì điều này rất có thể sẽ xảy ra. Và đứng trước những mối nguy hiểm và cấp bách kể trên, trung tâm này đã phát đi thông báo khẩn cấp với chính quyền ông Tập và toàn bộ 1,4 tỷ dân của Trung Quốc biết nhằm phòng chống những điều tồi tệ sắp xảy ra. Hiện giới chức Trung Quốc đang rất lo lắng, tuy nhiên họ không biết phải làm sao bởi vì họ không thể đánh bại được sự nổi dậy. Trừng phạt của mẹ thiên nhiên, của đất và của trời. Mưa to, sóng lớn, động đất, sóng thần liên tục xảy ra, khiến cho tất cả 28 tỉnh thành phía Nam Trung Quốc sống trong nỗi lo âu. Đây chính là cái giá mà Trung Quốc đang phải trả về những tội lỗi, về những đường lối sai trái ông Tập Cận Bình gây ra. Họ nói rằng Trung Quốc muốn yên thân thì phải ngồi cầu nguyện và sám hối. Nhưng chính quyền của ông Tập được cho là vẫn rất hung hăng, vì quân đội của Bắc Kinh vẫn đang trong quá trình tiến lên vùng biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên. Trung Quốc và Ấn Độ đã gây hấn đánh nhau ở ngoài Biển Đông, thì hải quân Bắc Kinh liên tục cho tập trận cũng như dàn trận quân sự để uy hiếp các nước trong khu vực. Điều này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh của Mỹ và các nước trên thế giới, đã trực tiếp lên tiếng và khuyên nhủ Trung Quốc rằng Bắc Kinh nên ngừng ngay những hành động bắt nạt. Thế giới khuyên nhủ Trung Quốc rằng thay vì bằng việc gây hấn, bành trướng thì Trung Quốc nên lo cho người dân, bởi vì mưa lũ sóng thần động đất sẽ còn tiếp tục xảy ra. Nếu như chính quyền của ông Tập không dồn toàn tâm toàn lực để lo cho người dân, thì rất có thể Trung Quốc sẽ bị xóa sổ ra khỏi bản đồ của thế giới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia này cho biết, mưa lớn và bão tố tiếp tục ập tới Trung Quốc trong những ngày tới, đề nghị các cơ quan ban ngành cũng như người dân của đất nước này phải hết sức cảnh giác. Trong 24 giờ, qua tình hình thảm họa thiên tai tại Trung Quốc vẫn diễn biến liên tục, không ngừng nghỉ. Theo CCTV đưa tin, vào tối ngày hôm trước, sau những trận mưa lớn liên tục nhiều ngày kèm theo những cơn dông lốc xoáy dữ dội, tại Chiết Giang, Trung Quốc đã bất ngờ hứng chịu một trận lũ quét hết sức kinh hoàng. Cùng với đó là một trận động đất mạnh 6,7 độ Richter. Những thảm họa này chồng lên nhau đã khiến một lượng nước khổng lồ chảy xuống suối Giả với tốc độ thật sự rất khủng khiếp. Trong video, chúng ta có thể thấy những ngôi nhà của người dân phía trên thượng nguồn, nơi cơn lũ quét qua đầu tiên bị đổ sập, vỡ vụn trong nước. Ngay cả những ngôi nhà được xây dựng bằng bê tông cốt thép cũng không chịu nổi sức ép của nước, cũng bị dòng nước cuốn trôi. Trận động đất cũng đã khiến một ngọn núi gần đó bị lở ra, phá hủy một con đường đi vào làng. Nhiều ô tô thậm chí bị ngập sâu trong bùn đất và phải nhờ chiếc xe cầu cứu hộ kéo lên. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, mưa to sẽ tiếp tục trút xuống các khu vực phía nam của nước này trong 1-2 tuần tới và nguy cơ ngập lụt đã đến 98%, đề nghị các cơ quan ban ngành cũng như người dân phải hết sức cảnh giác và đề phòng. Theo các chuyên gia thủy lợi của Trung Quốc cho biết, hiện mực nước trên 400 con sông lớn bé Trung Quốc đang vượt mức báo động đỏ từ 3 đến 5 mét và có nguy cơ nước dâng cao sẽ còn tiếp tục trong vài ngày tới bởi vì bầu trời thì liên tục u ám và đen tối dẫn tới những cơn mưa to tiếp tục trút xuống các con sông của Trung Quốc và nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp còn rất lớn. Trong suốt đầu tháng tới nay, băng tan tại phía Tây, bối thêm các trận mưa lớn liên tục kéo dài, gây ra các trận lũ lụt tại Trung Quốc đã khiến cho hàng ngàn người thiệt mạng và mất tích. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc đẩy lượng nước lũ đổ về sông Dương Tử ngày càng tăng cao và trực tiếp uy hiếp đến cuộc sống của người dân trong mùa lũ năm nay. Theo Trung tâm Khí tượng và Dự báo Thời tiết Trung Quốc cho biết, các trận mưa lớn sẽ tiếp diễn tại các tỉnh An Huy, Hồ Nam, Hồ Bắc và Giang Tây, cần đề phòng khi có sắp trận lụt đáng sợ hơn nữa xảy ra do lượng mưa lớn không ngừng tiếp tục gây áp lực đến con đập Tam Hiệp ở trên thượng nguồn sông Dương Tử thuộc thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Theo Tâm Hoa Xã đã dự báo tốc độ dòng chảy trong hồ chứa phía sau đập đạt kỷ lục trong năm nay vào tối thứ ba ở mức cao kỷ lục 82.000 m³/giây. Các đoạn B của sông Dương Tử, Hồ Bắc và nơi khác cũng bị vỡ do dòng lũ liên tục diễn ra. Chính quyền các tỉnh xin hỗ trợ vốn từ chính quyền Trung ương Trung Quốc và buộc phải dùng các máy bay trực thăng để thả cá vào chỗ đê vỡ nhằm ngăn cản được lượng nước vào tràn, đồng thời đặt hàng triệu bao cát vào các chỗ đê bị nứt, có nơi dòng nước lũ đã lên cao ở mức tầm cửa sổ tầng 1 các ngôi nhà, các thị trấn trong khu vực, gây ra ngập úng toàn bộ cây trồng, hoa màu xung quanh khu vực. Tất cả công trình hoa màu người dân bị nước lũ nhấn chìm, gây thiệt hại nặng nề cho mùa thu hoạch sắp tới. Hôm nay, thì Bộ Ứng phó Khẩn cấp Trung Quốc cho biết, do lũ lụt nghiêm trọng kể từ đầu tháng đến nay, Bộ đã buộc ra lệnh sơ tán hơn 2 triệu người dân từ 2 tỉnh đến nơi an toàn. Năm nay, khu vực bị mưa lũ ảnh hưởng hầu hết là người dân từ miền Trung.
phía Đông và phía Nam Trung Quốc. Tổng thiệt hại sơ bộ trực tiếp do nước lũ ước tính lên 29 tỷ nhân dân tệ. Bộ phận cứu hộ của ứng phó khẩn cấp đưa ra lời cảnh báo nguy cơ nước lũ có thể dâng cao tới 1,6 mét ở các tỉnh phía Tây Nam Trung Quốc. Tân Hoa Xã đưa tin cũng trong tuần qua, mưa lớn đã gây ra 3 trận lở đất tại một số thị trấn vùng núi Trùng Khánh thuộc khu vực thượng nguồn sông Dung Tử, khiến cho 3 người thiệt mạng, 5 người khác mất tích. Một thập kỷ trở lại đây, những trận lũ lụt đã diễn ra với tần suất dày đặc và xuất hiện ở hầu hết các khu vực của các tỉnh phía Nam Trung Quốc, đặc biệt là khu vực miền Trung và miền Nam. Và năm nay, khu vực phía Đông Trung Quốc xảy ra các trận mưa khủng khiếp và cơn bão số 2 cũng đã xuất hiện. Trong 2 ngày qua, các tỉnh thành phố phía Đông của Trung Quốc đều phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề do cơn bão để lại. Những mùa lũ năm nay còn đặc biệt nghiêm trọng và lo ngại hơn hết là tại thành phố Vũ Hán ở các đô thị hạ lưu sông Dương Tử, nơi có hàng chục triệu người đang sinh sống. Các trận mưa lớn xảy ra liên tục đồng nghĩa với việc gây ra lượng nước quá tải lên đập Tam Hiệp. Chính phủ Trung Quốc cho hay, việc xây dựng con đập Tam Hiệp với mục đích nhằm tạo ra điện năng và nhất là để giảm thiểu lượng lụt nghiêm trọng hàng năm tại Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện nay trên thực tế nó lại diễn ra theo nhiều chiều hướng ngược lại, và đây cũng là điều khiến cho giới chức Bắc Kinh phải đau đầu trong mấy năm qua, và năm nay càng trở nên nguy hiểm hơn mọi khi. Trong cuộc họp báo các Bắc Kinh vừa qua, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho rằng sẽ có lũ lụt tại các sông Hoàng Hà, sông Hoài và sông Tùng Hoa ở miền Bắc Trung Quốc trong những tháng tới. Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết rằng thiệt hại do mưa bão để lại từ đầu năm đến nay tại nước này chủ yếu là do đợt mưa lũ gây ra. Khi đợt mưa lũ tại ngày 21 tỉnh thành của Trung Quốc như Hà Nam, Sơn Tây, Nội Mông đã gây ảnh hưởng đến đời sống của 15,4 triệu người, khiến cho 960 người chết và mất tích. Đặc biệt là mưa lũ tại Hà Nam vừa qua đã khiến cho 73 người chết. Ông Châu Hoàng Văn cho rằng khí hậu năm nay bất thường bởi các hiện tượng thời tiết cực đoan liên tục xảy ra. Trong đó vừa qua, lượng mưa trong một giờ tại thành phố Dương Châu đã đạt 501,9 mm, mức cao nhất trong lịch sử của nước này. Kể từ khi bước vào mùa lũ cho đến nay, 372 con sông tại 26 tỉnh của Trung Quốc đều xuất hiện cảnh báo lũ, một số nơi đã bị vỡ đê. Ông Châu Hoàng Văn nhấn mạnh, cuối tháng này, đầu tháng sau là thời gian kỳ quan trọng trong công tác phòng chống lũ lụt của Trung Quốc. Dự tính đến cuối tháng sau, tổng thể tình hình khí hậu nước này đã tương đối xấu. Cả phía Bắc và phía Nam Trung Quốc đều xuất hiện rải mưa lớn, cộng thêm các cơn bão nhiệt đới đổ bộ vào nước này có thể khiến nhiều nơi của Trung Quốc xuất hiện mưa lớn và ngập lụt. Thời gian tới, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão Vũ Hán, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp cũng như chính quyền các tỉnh, thành sẽ tích cực phối hợp làm tốt công tác phòng ngừa mưa lũ, hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra. Khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 10 hàng năm là thời điểm thường xuất hiện lũ trên các con sông của sông Trung Quốc. Khi mưa lớn kéo dài liên tục trong năm 2022, hơn 70 triệu lượt người Trung Quốc tại 28 tỉnh, thành của nước này bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 200 tỷ nhân dân tệ, khoảng 29 tỷ đô là mức thiệt hại tồi tệ nhất kể từ năm 1998 cho đến nay. Trong những ngày vừa qua, những thiên tai kinh hoàng mà Trung Quốc không thể giấu sự thật đối với truyền thông đưa tin, mưa bão lũ lụt đã khiến mực nước ở đập Tam Hiệp dâng cao, làm dấy lên nhiều quan ngại cho đập thủy điện lớn nhất thế giới có nguy cơ bị vỡ, và những trận mưa vẫn tiếp tục kéo dài. Hôm qua, sau nhiều thông tin đồn đoán, cuối cùng chính phủ Trung Quốc đã thừa nhận việc thực hiện xả lũ tại đập Tam Hiệp. Truyền thông Trung Quốc đưa tin các con đập Tam Hiệp, Cát Châu Bá, Lạc Độ và Hương Gia Bá đang nỗ lực để sản xuất điện hết công suất, bởi gần đây Trung Quốc như báo hiệu bởi vô phương cứu chữa bởi những trận mưa như chút nước kéo dài hàng tháng trời đã khiến nhiều khu vực ở Trung Quốc chìm trong những trận lũ lụt vượt qua những kỷ lục trong quá khứ, gây tổn thất cực kỳ to lớn đến cuộc sống của người dân và kinh tế của đất nước. Nhiều vùng ở tỉnh Tứ Xuyên, Vân Nam, An Huy, Sơn Đông cũng phải hứng chịu mưa lớn, lũ lụt và lở đất khiến cuộc sống nhân dân Trung Quốc trôi nổi theo vận nước tăng lên. Đập Tam Hiệp được khởi công xây dựng cách đây hơn 20 năm, bắt đầu chứa nước được 17 năm nhưng đã liên tục xuất hiện cảnh báo nguy cơ vỡ đập. Công trình này từ khi mới nằm trên giấy đã không được nhận sự đồng thuận của giới chuyên gia thủy lợi Trung Quốc. Tuy nhiên, vì mục tiêu của cả hệ thống chính trị, bất chấp sự phản đối của xã hội, con đập này được xây dựng để thỏa mãn giấc mơ vĩ đại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tổ chức tư vấn quỹ di sản có trụ sở tại Hoa Kỳ đã cảnh báo rằng lũ lụt mức sẽ càng làm gia tăng áp lực cho các con đập nằm ở thượng nguồn sông Trường Giang nếu đập Tam Hiệp vỡ. Nhóm nghiên cứu cho biết dòng nước khổng lồ sẽ ảnh hưởng đến hàng triệu người sống ở hạ lưu, làm ngập lụt các thành phố bao gồm Vũ Hán và xóa sổ các khu vực đất trồng trọt rộng lớn. Trong khi đó, Trung Quốc hiện đang đối mặt với nguy cơ thiếu lương thực. Theo tờ báo Tân Hoa Xã cho biết, mưa to đã ảnh hưởng đến cuộc sống của 5 triệu người ở thành phố Tứ Xuyên, gây thiệt hại nặng nề về nông nghiệp, vận tải và cơ sở hạ tầng. Hàng chục đoạn đường cao tốc bị gián đoạn và tê liệt trong trận mưa lũ làm cho hư hỏng. Đất nẻ, đồi núi bị đánh sập, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 10 tỷ nhân dân tệ. Hôm qua, tờ báo Nhân Tân Hoa Xã cho biết, lở đất kinh hoàng đã cắt ngang xa lộ của Trung Quốc. Tờ báo nêu chi tiết như sau: sau nhiều ngày mưa tầm tã, tỉnh Cam Túc ở Tây Bắc của Trung Quốc vừa hứng chịu một trận lở đất kinh hoàng, làm tê liệt một đoạn ở xa lộ trên địa bàn. Hiện tại, Sở Đường sắt thành phố Bắc Kinh đang giám sát chặt chẽ tình trạng trên các tuyến đường sắt, các cử nhân viên bảo trì túc trực 24/24 để đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, nó vẫn bị đình trệ và ra thông báo phong tỏa bởi không thể chịu được những trận mưa to đến rất to, càn quét trong những ngày vừa qua và không thể có dấu hiệu giảm nhiệt. Các nhà chức trách của Trung Quốc cảnh báo mưa lớn sẽ còn tiếp tục rơi xuống nhiều khu vực tỉnh từ Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc của nước này trong vòng 4 ngày tới, gây nguy cơ lũ lụt cao và gia tăng áp lực đến con đập lớn nhất của Trung Quốc. Nhiều khả năng nó sẽ bị vỡ. Tuy nhiên, chính quyền của ông Tập đã phát động cho con đập Tam Hiệp mở thêm 4 cửa xả lũ. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, con đập lớn nhất của thế giới đã mở tới 15 cửa xả và hoạt động 24/24 để xả lũ. Mưa lũ liên tục càn quét, nếu như con đập không mở thêm cửa xả lũ, thì nhiều khả năng Trung Quốc sẽ nhấn chìm trên Biển Đông.
Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã kêu gọi chính quyền địa phương các tỉnh, thành phố phải chuẩn bị phương án nguy cơ xảy ra lũ lụt ở cấp độ cao nhất, đặc biệt dọc vùng thượng nguồn sông Hoàng Hà, sông Mekong, sông Hoài. Trung tâm khí tượng thủy văn nhà nước Trung Quốc khuyến cáo các tỉnh như Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Hồ Nam, Vũ Hán, An Huy, Chiết Giang, Quảng Đông, Quảng Tây tiếp tục phát đi cảnh báo lũ lụt ở cấp độ cao nhất. Trước đó, cơ quan phòng chống lũ lụt hạn hán Trung Quốc đã cho biết mưa lớn đã buộc chính quyền Tập Cận Bình phải nâng mức độ cảnh báo lên thiên tai từ màu vàng lên màu cam, tức là mức cảnh báo cao nhất. Theo hãng tin Phương Đông, thì tình hình mưa lớn tại Trung Quốc vẫn có dấu hiệu giảm nhiệt. Từ nay đến cuối tháng 3, Trung Quốc còn hứng chịu nhiều trận mưa to đến rất to và nhiều khả năng sạt lở, lũ quét, vòi rồng, động đất, sóng thần sẽ còn xuất hiện nhiều nơi đối với Trung Quốc. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Việt để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!